Được chưa nhỉ? Ok, được rồi đó. Ê dạ. Hello, xin chào các bạn. Và các bạn biết gì không? Mình đã quay trở lại với một không khí nó rất là ấm cúng và Noel đúng không nào? Và hôm trước ấy, thì Payo có review về một em tai nghe của Yamaha rồi, là Yamaha TWE7B. Nhưng mà tình cờ ấy, Payo thấy Vinso cũng cầm một em tai nghe đến từ nhà Yamaha cơ, nhưng mà là em này. Hôm nay thì chúng ta sẽ nói về hai em tai nghe khác cũng của Yamaha, và mình sẽ so sánh với nhau một chút. Hai em này thì có mức giá dễ chịu hơn và dễ tiếp cận hơn, đó chính là Yamaha TWE5B và chiếc Yamaha TWE S5A đó. Và hai em này thì sẽ dành cho bạn nào quan tâm. Nếu như mà bạn nào mà nhìn thấy cái thiết kế nó rất là thú vị, đẹp độc của hai em này ý, mà thích ý, thì có thể tham khảo link Payo sẽ để mô tả chi tiết phía dưới nhé. Hiện tại thì giá của em TWE5B và TWE S5A này chênh nhau là khoảng 300.000 mọi người ạ. Cụ thể thì em True Wireless E5B sẽ có mức giá là 2.950.000 và TWE S5A sẽ có mức giá là 3.250.000. Và về chất âm sản phẩm tai nghe True Wireless của Yamaha thì thú thực là mình đã review khá là chi tiết ở video trước rồi. Công nghệ âm thanh của hãng các bạn cũng biết đấy. Và về mẫu TWE7B ấy, video này sẽ chủ yếu so sánh sự giống và khác nhau của hai mẫu giá dễ tiếp cận hơn là TWE5B và TWE S5A thôi. Đầu tiên nói về thiết kế thì nhìn chung thiết kế tai nghe của Yamaha cả 3 mẫu E7B này, E5B này và ES5A mà Payo trải nghiệm ý, thì đều thấy rằng ngôn ngữ thiết kế nó rất là độc lạ các bạn ạ. Và nhìn khác biệt, nói chung là sang xịn nhưng mà vẫn mang đến một cái vẻ trẻ trung với nhiều cái tùy chọn màu sắc khác nhau, rất là phong phú. Chất liệu thì chúng ta sẽ thấy là nhựa lì cứng này, case đựng thường thì to hơn đa số loại tai nghe True Wireless trên thị trường hiện nay. Bởi vì cái thiết kế đặc thù của tai, cái phần housing tai nghe ấy, mình thấy là to hơn và bởi vì là chứa màng loa lớn. Nhưng mà mỗi mẫu ấy thì lại đem đến một cái thiết kế nó rất là khác biệt. Ví dụ như cái mẫu tai nghe True Wireless E5B mình có ở đây, thiết kế nhìn rất là tối giản này, mềm mại. Với bản màu nâu thì các bạn sẽ thấy là nhìn sang, sạch và trung tính. Ngoài ra thì chúng ta có 4 phiên bản màu sắc khác, cá tính như là xanh biển, xám, nâu và đen, trở thành một cái món phụ kiện mà mọi người có thể dễ dàng kiểu phối đồ nếu như bạn nào có gu ăn mặc hoặc là thích tạo nét. Về thiết kế nổi bật với điểm nhấn là họa tiết đan lưới rất là tỉ mỉ ở phần nắp hộp nha. Và cái phần housing tai nghe, cái củ tai thì có thiết kế công thái học và hình quả lê với những đường nét mình thấy uốn cong giúp mình có thể dễ dàng điều chỉnh tai nghe khi mà đeo cho nó chuẩn xác và vừa khít vào lỗ tai ấy. Và đeo mỗi một mẫu tai nghe của Yamaha thì mình thấy có một cái cảm giác khác biệt và thực sự thú vị về thiết kế. Thiết kế này thì thoạt đầu nhìn sẽ có vẻ là khác lạ và có thể là sẽ có người nói là nó thô, nhưng mà bởi vì thiết kế này nó hay, nó là công thái học nên là khi các bạn đeo lên tai nó vẫn cảm giác là thoải mái dù các bạn đeo lâu. Và cái kích cỡ bít tai phong phú, mọi người có thể tha hồ mà thay đổi. Và với thiết kế có một cái lỗ nhỏ ở phía sau tai nghe này sẽ còn giúp cho các bạn kiểm soát được cái áp suất ngược và góp phần tối đa hóa cái luồng khí ở bên trong tai nghe, nên là cái phần tái tạo âm thanh, âm bass sẽ rõ hơn. Và mẫu tai nghe TWE S5A mà Payo đang cầm trên tay thì là bản màu hồng nha. Và con gái mà nhìn thấy màu hồng này thì thực sự là sẽ thấy cưng xỉu luôn các bạn ạ. Bởi vì hồng này là hồng phớt, nhẹ nhàng. Và cái thiết kế hộp tai nghe thì nhìn lạ mắt cực kỳ, trông như là cái phi thuyền làm đẹp ở trong spa ấy. Mà đeo lên tai ấy, mình cảm giác vẫn rất là sporty và nổi bật nha. Và bên trong này thì cái phần tai nghe được thiết kế rất là lạ mắt với cái phần housing tai nghe này này, là nhựa bóng và có logo Yamaha rất là nổi bật. Và khi mà các bạn đeo trên tai thì tai nghe này có hình dáng như kiểu một chiếc mắc cài vậy. Và đặc biệt còn có phần móc silicone phin này này, nó giống như hình dạng của vây cá ấy. Và nhờ có cái thiết kế bổ sung thêm miếng silicone phin này thì mình thấy là đeo vào tai nó cực kỳ là bám tai luôn. Mình đánh giá thì đây là một chiếc tai nghe đeo chắc chắn nhất trong 3 cái mẫu tai nghe True Wireless Yamaha mà Payo đã sử dụng. Và vật liệu silicone mềm mại thì mình thấy là cái cảm giác đeo ấy, nó khá là thoải mái và không hề bị đau.
nói chung là đeo dễ chịu. Và cái thiết kế đeo kiểu này thì mình thấy là nó giúp cái khả năng chống ồn thụ động sẽ hiệu quả hơn hay sao á, bởi vì là tai nghe nó sẽ bịt kín toàn bộ phần khoang và lỗ tai. Và không biết là có phải do cái thiết kế mắc cài này mà em tai nghe True Wireless ES5A này có một cái khả năng kháng nước kháng bụi cực kỳ khủng, IPX7 luôn mọi người ạ. Nghe cũng có lý đấy nhở, bởi vì là cái phần các bạn đeo khi mà gài tai vào như thế này này thì nó có khả năng là điều hướng nước chảy ngược ra ngoài và tránh lọt nước vào trong bên khoang tai khi mà đi dưới trời mưa hoặc là các bạn vận động ra mồ hôi này, đó nó sẽ không bị úng nước vào trong tai nghe. Và không chỉ là đeo đi mưa hay là tập luyện ra mồ hôi nha, mà thậm chí các bạn có thể nhúng nước em này được luôn. Và nhắc đến khả năng kháng nước kháng bụi thì đây cũng là điểm khác biệt thứ hai giữa hai em tai nghe này, bởi vì là tai nghe True Wireless E5B chỉ có khả năng kháng nước kháng bụi là IPX5 thôi. Và cả hai em này đều sử dụng phím điều khiển là nút bấm vật lý ở trên thân tai. Thực ra các bạn ạ, nói thật là mình sử dụng tai nghe Yamaha phải được gần 1 tháng rồi, nên là mình dùng nhiều cũng thành quen và thuộc tất cả các thao tác ở trên hai bên tai nghe rồi. Nhưng mà bạn nào mà mới dùng ấy thì chúng ta sẽ mất thời gian làm quen một chút. Và vừa rồi thì mình còn nói khác về thiết kế này, về khả năng kháng nước kháng bụi này. Và thứ hai phải nhắc đến đó chính là về công nghệ. Cả hai mẫu tai nghe này sẽ không có nhiều công nghệ như chiếc TWE7B mà mình đã review đâu. Chất âm của hai em này thì vẫn là chất âm True Sound đến từ Yamaha, nên là cho một cái âm thanh rất là chân thực đến từng chi tiết và tách bạch các dải âm cũng như là cái độ trong. Và với tính năng Listening Care tự động điều chỉnh các tần số theo thời gian thực thì kết quả là chất lượng âm thanh mà chiếc tai nghe Yamaha mang đến sẽ tái tạo được dải âm thể hiện rõ dù là mức âm lượng thấp nha mọi người. Và hai chiếc tai nghe này thì vẫn có công nghệ khử tiếng ồn Qualcomm CVC, có hỗ trợ đàm thoại này, rõ ràng và tính năng âm thanh xung quanh ambient sound cũng có thể kích hoạt qua app hoặc là các bạn có thể điều khiển trực tiếp bằng cách chúng ta nhấn đúp 2 lần phím bấm bên tay trái. Ngoài ra thì cả hai em tai nghe này đều vẫn có tính năng là gaming mode, giảm thiểu độ trễ cho bạn nào mà đam mê chơi game hay là xem phim. Cái này thì Payo cũng đã test ở em TWE7B rồi nè. Và ở trên hai em này thì cho trải nghiệm mình thấy là đã tương tự luôn. Và tóm lại thì cả hai mẫu tai nghe là E5B và ES5A này chỉ khác là không có công nghệ chống ồn chủ động nâng cao ANC và Listening Optimizer như E7B thôi. Về thời lượng pin thì sẽ là điểm khác biệt rõ rệt nhất trên hai em tai nghe này so với mẫu TWE7B mà Payo đã review, bởi vì có thể nói là E5B và ES5A là hai cái sản phẩm mới của Yamaha mà Payo thấy là có cải thiện về thời lượng sử dụng, thuộc top tai nghe pin trâu ở thời điểm hiện tại luôn các bạn ạ. Với cái chiếc TWE5B này này, mình sử dụng nghe liên tục cả ngày nha, không nhét vào hộp tai, thậm chí là nhiều lúc không đeo trên tai bỏ ra nghỉ thì bao giờ còn để ở ngoài cơ, vẫn dùng được 8 giờ liên tục chưa hết pin. Và có hộp sạc nữa thì chúng ta sẽ sử dụng được lên tới 30 giờ theo như hãng công bố. Và em TWES5A này còn dùng lâu hơn cơ, trời ơi, nhỉnh hơn chút nữa nha mọi người. Mình test pin tai nghe mà ngang test pin điện thoại luôn từ sáng đến tối. Và cái phi thuyền này thì thời lượng sử dụng tổng thể cho cả hộp lên tới 34 giờ cơ. Và có thể thấy là hai mẫu tai nghe này trội hơn hẳn so với TWE7B nói riêng và đa số tai nghe TW khác trên thị trường nói chung về thời lượng sử dụng. Và trải nghiệm trên hai em này, Payo thấy là phù hợp với sở thích nghe nhạc cá nhân của mình. Nhất là những bạn nào mà giống mình thích nghe nhạc pop ballad này, những cái bản nhạc R&B hay là nhạc acoustic, nói chung là chấp hầu hết các thể loại nhạc hot hit hiện nay luôn. Nhưng phải nói luôn là các dòng tai nghe Yamaha ấy thì thường sẽ không thiên về bass nha mọi người, nên là nghe nhạc sập sình thì có thể sẽ không quá cháy, nhưng mà có một cái điểm cộng là bass nó lại không bị dập nhiều, nên là các bạn nghe lâu sẽ không bị mệt. Và kết lại thì chúng ta nên nghe những cái thể loại nhạc mà có vocal hay là nhạc cụ như Payo kể trên sẽ phù hợp nhất và phát huy tối đa được chất âm True Sound của tai nghe Yamaha nha mọi người. Và vậy tổng kết lại thì chúng ta có thể đánh đổi 300.000 sự chênh lệch này, các bạn sẽ có một cái trải nghiệm khác biệt về thiết kế giữa tai nghe True Wireless ES5A và E5B. ES5A thì sẽ có thời lượng sử dụng nhỉnh hơn và đặc biệt là khả năng kháng nước kháng bụi cao nhất IPX7. Còn nếu thích thiết kế đơn giản mà vẫn sang đẹp ý, thì sẽ đảm bảo cái trải nghiệm về tính năng và chất âm tuyệt vời thì là TWE5B vẫn là một cái sự lựa chọn tối ưu và tiết kiệm nhất. Và nếu như các bạn quan tâm đến 3 mẫu tai nghe True Wireless của nhà Yamaha thì có thể tham khảo link phần mô tả chi tiết phía dưới, có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn nha. Còn bây giờ thì bye bye.